Hello anh em nhá. Lâu lắm mới lại làm clip đây. Vừa mới dán xong ba cái miếng này bảo vệ bình xăng. Gắn được cái giá điện thoại nhưng mà đang phải đệm thêm nhựa vào đây bởi vì là nó bị bé quá. Bị chừa ốc nó hơi ngắn. Nên là mình đang chưa đi để làm được cái mốt ốc dài hơn được. Này test luôn cái cổng sạc USB. Xem như nào. Chìa khóa xe thôi. Đấy. Đấy, sạc luôn. Ngon. Chưa thấy anh em nào mà sử dụng cái sạc của con này nhỉ. Sạc của con này cảm nhận lúc đầu là nó hơi lỏng, kiểu chất lượng hoàn thiện nó không tốt ấy. Chắc là vì thế nên chưa nhiều anh em dùng. Bây giờ là 1:20 giữa trưa, đánh thức con quái thú rồi dậy. Xăng này là mình đặt ở Shopee đây. Hàng giá rẻ Trung Quốc này. Còn vừa không? À không, cũng ok đấy. Không bị vướng dây. Để đi nào. Hôm nay mình lại về lại cái mũ màu đen hết của mình đây rồi. Mình có cảm giác là cái mũ này nó cái tầm nhìn nó sẽ cao hơn một chút. Mình mua cái dán bích xăng này về dán mục đích chủ yếu là để cho nó đẹp thôi. Còn cái độ bám của nó thì cũng không, mình cũng không kiểu không quá đua bơi ấy, thì mình không quan trọng quá cái độ bám của nó. Cả để nhiều khi mình chở người yêu mình thì mình hay đeo túi với cả ba lô ra phía đằng trước ấy, thì nó sẽ không xước cái bình xăng. Đấy là mục đích của cái miếng dán này, nó không bị xước chỗ này. Bởi vì cái chỗ nhựa nhám đấy rất là khó để dặm với cả để sơn, để tút lại. Ôi nhưng mà nhá, lúc mà kẹp vào này là cảm nhận được cái độ bám bám của hai cái dán bình xăng hai bên luôn đấy. Di chuyển qua lại là thấy nó cũng hơi dính dính hơn. Cái giá điện thoại này chưa phải là vị trí cuối cùng của mình cắn đâu. Mình vẫn phải chỉnh lại nữa. Bởi vì là để ở đây thì nhìn nó hơi bị nghiêng. Nhiều khi nhìn nó hơi bị lát. Lé lại mắt luôn, không nhìn được cái đằng có cái gì ở đấy. Hà Nội thì đang ở trong cái tiết trời trời thu khá là mát. Thấy vừa mình mặc áo bò ra ngoài đường, vừa chống nắng vừa chống bụi chống gió luôn. Hà Nội trời đẹp quá. Xe này thì thời gian tới là mình còn một số món đồ nữa mình sẽ lên xe để cho nó gọi là hoàn thiện nhất có thể. Ví dụ như là cái thụt sau của bản X này cao hơn, dài hơn, bền hơn, đẹp hơn, nó có bình dầu rời nữa. Đấy thì nói chung là nó sẽ thẩm mỹ là nó sẽ hơn con này. Có thể mình sẽ lên cả bộ khung chống độ trên, lên cả chân chống giữa. Về là cái cùng công tắc zin, cùng máy trông phải đẹp ấy, nhưng mà cái chức năng của nó thì nói chung là cái cùng Line Master này nó là cùng đều. Xe mình đi các bạn thấy bây giờ xe nó rất là bụi nhưng mà mình còn không dám rửa xe bởi vì cái cùm Line Master này nó bị hở ở chỗ phía đèn passing này, nó gắn nó không khít được vào nhau ấy,
mình không dám mang xe đi rửa luôn, vì là rửa xong rồi nước nó vào điện đó cũng chậm về nữa. Thôi đặt cái cùm jean về xong rồi chờ gắn vào xong rồi đi làm các thứ lại xe hết. Như xe này của mình bây giờ là passing là sẽ không passing được vì cái công tắc của nó đấu quá là kém ấy, không passing được, nhưng mà bật pha thì vẫn ok. Đấy, pha cốt bật vẫn ok. Đèn đóm điện ở cái dàn trên này đang hơi bị chán nên là mình sẽ phải xử lý lại. Đồ chơi của xe thì chắc là mình cũng không lên gì ở đâu vì xe thế này là ok rồi. Xử lý lại cái này nữa, có thể là mình sẽ sơn lại cả cái ghi đông này màu đen luôn cho nó đen hết. Còn chưa, hiện giờ mình cũng đang chưa nghĩ ra cái gì để làm cái xe nữa cả vì xe nó đang ở cái điều kiện gọi là hoàn hảo quá rồi. Bô có bô độ. Không biết là cái mũ này thì anh em có nghe được rõ hơn không hay là cũng không nghe được tiếng bô, vì mình thấy là để nghe được tiếng bô thì thường là phải ghi âm thêm một cái máy ghi âm nữa ở ngoài để ghi âm riêng tiếng bô ấy, xong về phải ghép hai cái clip vào nhau. Đấy là bình thường mình thấy mọi người hay làm thế, và với clip trước mình cũng làm như vậy. Nhưng mà cảm giác nó hơi rườm rà quá. Mình đang tìm một cái biện pháp vào đấy nó để nó ghi âm cho nó tốt hơn. Nhiều anh em xem một clip ấy, của một vài youtuber ấy, thấy cái tiếng bô của họ nghe rất là phê, thì anh em phải hiểu là để được cái tiếng bô như vậy ấy, thì bên ngoài nó phải to như thế nào. Nó phải to vãi đái to luôn. Nhưng cái clip mà mình đi thử Rebel 300 của bên Tami Motorcycle ấy, cái clip đấy anh em nghe tiếng bô của nó rõ đúng không? Nhưng mà bên ngoài nó ồn vãi lìn luôn. Và mình thực sự là mình cũng không thích tiếng bô của mình được to như vậy. Thích nó trầm ấm gầm gừ thôi. Chứ mình không thích tiếng bô của nó kiểu la ré, ré làng từ ré xóm như thế. Và từ khi lấy cái xe này và lắp thêm cái thùng ở đằng sau ấy, hiểu đúng là nó chia làm hai giai đoạn. Cuộc sống trước khi lắp thùng và cuộc sống sau khi lắp thùng. Cuộc sống sau khi lắp thùng nó thoải mái lắm anh em ạ. Chả bao giờ phải nghĩ là bây giờ để đồ ở đâu hay là như thế nào, vứt hết vào thùng. Cái thùng này là được vừa được một cái mũ ADV size lớn, áo mưa này, tun đồ nghề các thứ, áo chống nắng và cái đồ linh tinh là vứt hết vào thùng đấy. Đồ khá là ok, nó có cái lớp vải bọc ở bên trong nữa thì sẽ không bị trường hợp là lúc anh em đi nó bị kêu lẻng kẻng lộp cộp vì là nó có cái lớp đệm mút đấy rồi, đỡ cái tiếng ồn đi. Nên từ khi có cái thùng là mình cảm giác như đang đi Vision với đi Lead, cảm giác của cái thùng ở đằng sau đựng đồ đi khá là sướng. Nhiều khi là mình đi chơi với người yêu mình mà muốn bỏ hết túi vào đấy để người không phải đeo cái gì ấy, thích mà, thoải mái với đái luôn, không phải nghĩ. Cái thùng mình lắp thì nó là thùng nhôm nhựa, trông thì nhôm nhưng mà lại là nhựa. Đấy. Ưu điểm là gì? Đẹp, nhẹ. Nhược điểm là gì? Nó là bằng nhựa, sẽ không được bền bằng là một kim loại. Với cái điều kiện dùng thì mình chỉ cần đồ lung tung và đi hàng ngày thì mình thấy thế khá là ok. Kể cả nó đi phượt thì cái thùng nhựa nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với cái thùng nhôm. Xe thì không phải là quá mạnh mẽ gì đâu mà lắp thùng nhôm ở phía đằng sau.